Sáng nay, lễ hợp luyện diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đồng chủ trì lễ hợp luyện. Phóng viên Kim Thược có mặt tại lễ hợp luyện sẽ thông tin chi tiết tới quý vị. Các lực lượng diễu binh diễu hành, chú ý! Vâng, thưa quý vị, đây là màn hợp luyện tập trung đầu tiên của lực lượng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam cho lễ kỷ niệm sắp tới. Năm nay, Bộ Quốc phòng có 17 khối diễu binh diễu hành, riêng Bộ Công an đảm nhiệm 10 khối. Trong tiếng quân nhạc, gần 5.000 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang đã tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, thể hiện khí phách, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước và ý chí tự lực tự cường lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam. Theo kế hoạch, từ Bộ Quốc phòng sau lễ hợp luyện, các lực lượng sẽ tiếp tục các hoạt động tập huấn tại đơn vị. Dự kiến ngày 24 tháng 4 tới, các đoàn các khối diễu binh ngày hôm nay sẽ tiến về thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để tiếp tục công tác tập luyện và hợp luyện với các lực lượng diễu hành tại địa phương. Đánh giá cao tinh thần tổ chức tập huấn, tập luyện, hợp luyện của các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tô Lâm đã động viên và trao quà cho 27 khối tham gia hợp luyện diễu binh ngày hôm nay. Lãnh đạo của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cũng đã có những chỉ đạo rút kinh nghiệm cụ thể đối với từng đơn vị ngay sau lễ hợp luyện. Những ý kiến chỉ đạo này sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin trong bản tin tối nay. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 4 tới đây, chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình Hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương do Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì sẽ diễn ra tại 3 tỉnh Sơn La, Thái Nguyên và Điện Biên. Theo đó, chương trình năm nay sẽ có các hoạt động ý nghĩa như khám bệnh miễn phí cho người dân, trao tặng nhà chữ thập đỏ, trao hỗ trợ sinh kế, khởi công các bếp ăn và trao quà cho các học sinh, trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hiến máu nhân đạo. Hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương là chuỗi hoạt động cao điểm hướng tới tháng nhân đạo năm 2024, dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5. Bên cạnh chuỗi hoạt động này, Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng tích cực hưởng ứng chiến dịch Triệu bước chân nhân ái. Tính đến ngày 3 tháng 4, chiến dịch đã thu hút được 68.111 người tham gia trên nền tảng trực tuyến V-Ray với hơn 1,3 triệu km, tương đương với 194% chỉ tiêu vận động mà hội đã đặt ra. Tương ứng kinh phí vận động ủng hộ trên 6,7 tỷ đồng dành cho các hoạt động nhân đạo. Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng đặt mục tiêu vận động nguồn lực 400 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trong tháng nhân đạo và cả năm 2024. Trong những ngày đầu tháng 4, khu vực Bắc Trung Bộ xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt đạt ngưỡng từ 38 đến 40 độ C và có nơi trên 40 độ C. Nắng nóng gay gắt từ đầu mùa gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân, ghi nhận của phóng viên VTC. Ngay từ sáng sớm, nắng nóng đã bao trùm khắp nơi, chi phối và làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Dù đã quen với công việc nương rẫy, nhưng đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa cũng khiến những người lao động như chị Lương Thị Sinh thấm mệt. Mấy ngày bữa nay là thấy nó nắng nóng khiếp, không làm được ngoài trời mà chỉ có làm trong im thôi. Chỉ đi cắt cỏ cũng phải đi cắt trong im mới cắt được. Bởi vì là họ thời tiết bảo nói là 38, 39 nhưng mà hơn. Từ khoảng 8 giờ sáng, người dân đã bắt đầu cảm nhận mức độ gay gắt của đợt nắng nóng. Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao khiến người lao động nhanh chóng bị mất sức khi làm việc nặng ở bên ngoài. Ngày hôm nay, mùng 3 tháng 4, tỉnh Nghệ An có nhiều khu vực nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 80 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như huyện Đô Lương, Tương Dương, Con Cuông, thành phố Vinh. Điều kiện thời tiết là hơi quá nắng nóng. Với điều kiện thời tiết là từ trên 78 đến 37 đến 38 độ. Nhưng bởi một lý do là anh em công nhân dù điều kiện thời tiết thế nào nhưng là làm công trình thì dù vẫn chịu khó, chịu vất vả để là để đẩy nhanh tiến độ thi công bởi nhà thầu. Thời tiết là nắng nóng thì là ảnh hưởng nhiều về sức khỏe con người thôi. Từ ngày 31 tháng 3 đến nay thì ở khu vực Bắc Trung Bộ đã xảy ra một cái đợt nắng nóng trên diện rộng. Trong đó ở Nghệ An và Hà Tĩnh thì có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên diện rộng. Với nhiệt độ cao nhất trong những ngày qua ở Nghệ An và Hà Tĩnh thì phổ biến từ 39,2 đến 40 độ 2. Tình hình nắng nóng trong những ngày tiếp thì nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ tiếp diễn ra trên khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Từ nay cho đến khoảng hết ngày mùng 5 tháng 4
Sau đó thì nền nhiệt nó sẽ có sự giảm dần. Dự báo đợt nắng nóng có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người dân, nắng nóng gay gắt với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn là rất cao. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, nông dân miền núi Hà Tĩnh đã biết tận dụng lợi thế, khắc phục khó khăn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nuôi bồ câu lai Pháp cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đây không những giải quyết việc làm cho người lao động mà còn giúp bà con giảm nghèo bền vững. Ghi nhận tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Hơn 13 năm đi xuất khẩu lao động về nước, anh Lượng loay hoay không biết tìm việc gì để làm. Qua tìm hiểu, nghiên cứu, anh quyết định nuôi bồ câu lai Pháp. Lúc đầu anh nuôi 50 con giống, sau 2 năm đàn chim câu của anh đã lên đến 2.000 con, trừ chi phí mỗi năm thu lãi khoảng 400 triệu đồng. Mô hình bồ câu nhốt này thì có nhiều cái ưu điểm và mình quản lý được cái cách cho ăn, đây là phòng bệnh, đây là sinh sản. Sinh sản thì nhiều khi mình nuôi nhốt thế này, nó mà không sinh sản mình biết thì mình phải đổi qua đối khác. Nếu mà đối nào mà không sinh sản được nữa, cho con cụ thả thì có thể nó biết, cụ thả thì có thể nó cứ nuôi mãi thế nhưng nó không sinh sản. Mô hình chăn nuôi bồ câu, mô hình này có thể nói là một trong những cái mô hình điển hình cho cái công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã. Bằng cái đầu tư vốn liếng ban đầu thì không lớn, thứ hai nữa là thời gian đầu tư chăm sóc thì cũng không nhiều, chủ yếu là bán thời gian, nhưng mà đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường và giữa cung và cầu đảm bảo, cho nên là cái chất lượng, thứ hai giá cả hợp lý, dẫn đến là cái hiệu quả trong sản xuất của mô hình rất là cao. Và từ cái mô hình này thì rất nhiều mô hình nữa xã cũng đang quan tâm động viên, và mục đích cuối cùng như tôi nói đó là đảm bảo cái an sinh xã hội và tăng cái là tỷ lệ hộ khá và hộ giàu và góp phần vào cái thúc đẩy quá trình kinh tế của địa phương. Nuôi bồ câu không vất vả, mỗi ngày chỉ cho ăn một lần, chi phí đầu tư ban đầu thấp, thị trường tiêu thụ ổn định. Hiện nay bồ câu giống được bán với giá 200.000 đồng một đôi, bồ câu thương phẩm là 100.000 đồng một đôi. Xã Xuân Tây là một xã ở miền núi, là rất phù hợp để xây dựng cái mô hình chăn nuôi bồ câu. Và mô hình bồ câu chăn tại nhà của anh Lương là mô hình đầu tiên với quy mô lớn và đang mang lại cái hiệu quả kinh tế tương đối là cao. Thu nhập một năm từ 300 đến 400 triệu đồng. Và so với các cái mô hình khác thì mô hình chăn nuôi bồ câu tại nhà này thì nó mang lại hiệu quả cao hơn do cái thời gian cũng như là chi phí đầu tư rất là ít. Và trong thời gian tới thì cái mô hình này thì có thể là nhân rộng để rồi là giúp cho bà con chúng ta xóa đói giảm nghèo. Mô hình nuôi bồ câu tại miền núi Hà Tĩnh không chỉ tạo ra nguồn thu nhập cao giúp bà con nông dân ổn định cuộc sống mà còn mở ra hướng đi mới, cách làm hay giúp bà con nông dân xóa đói giảm nghèo, làm giàu trên chính đồng đất quê hương.